Ở bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về Knot Checker trong Node. Ở bài hôm nay thì mình tiếp tục tìm hiểu về Knot Checker, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu về Checker đa điểm. Có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra nhiều điểm check. Mình sẽ tạo một cái điểm Checker. Ở cái phần Timeline ở cửa sổ Viewer thì các bạn cho nó về đầu đi. Mình sẽ bấm vào Go to Start để nó về đầu. Rồi, ở bên phần cửa sổ property của cái Knot Checker này thì chúng ta sẽ tạo ra hai cái điểm check. Check 1 thì mình sẽ kéo cái điểm check 1 này tới cái vị trí mình muốn check. Ở đây thì mình sẽ tìm đến những cái vị trí mà có cái màu sắc nó tương phản và góc cạnh, để khi chúng ta add check vào á, nó sẽ bất dính, nó theo dõi điểm, nó không có bị nhảy. Mình sẽ căn chỉnh lại. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo thêm một cái điểm check nữa. Mình sẽ tiếp tục add check nó. Nó sẽ tạo ra thêm một cái check 2. Thì mình sẽ kéo về cái vị trí ngay cái góc cái đuôi số 2 này. Rồi, thì sau khi mình đã tạo được hai cái điểm check thì các bạn để ý bên cửa sổ property của mình á, nó có hai cái check là check 1 và check 2. Khi mình nhấp chọn vào, nó hiện cái màu vàng lên á, thì nó đang chọn cái check đó. Ở đây mình nhấp check 2 thì tự động nó sẽ chọn cái check 2, và cái dòng này á, cái dòng check 2 này nó sẽ vàng lên. Ở đây thì mình check hai cái điểm, check 1, check 2, nên mình sẽ chọn hàng hai cái. Thì mình sẽ đè phím Shift để mình chọn. Đó. Ở bên phần bên phải của cái dòng check này, các bạn để ý có chữ là T, R và S. Thì T là Transform, R là Rotate và S là Scale. Thì ở đây thì mình check theo dõi điểm, có nghĩa là mình bắt điểm di chuyển, thì mình chọn vào cái phần T là Transform. Mình không cần chọn vào R và S, tại vì mình không cần xoay với Scale gì hết. Thì mình chọn vào chữ T. Rồi, sau khi mình chọn xong, các bạn tiến hành bấm vào nút check. Sau khi mình đã checker xong á, thì các bạn bấm vào cửa sổ viewer của chúng ta. Chúng ta bấm play để chúng ta kiểm tra lại xem là cái điểm check của mình á, nó có bị lỗi, nó có bị di chuyển khỏi cái điểm check của mình ban đầu không. Như vậy là nó đã check được ok rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái mask để mình làm mờ và che cái bảng số này lại, bằng cách là chúng ta sẽ tạo một cái node roto. Mình sẽ liên kết cái node roto này vào cái node read 1. Mình sẽ liên kết trực tiếp vào đây để mình tạo cái mask. Rồi, khi mình đã tạo được cái node roto thì bên trái cái cửa sổ này nè, nó sẽ hiện ra một cái công cụ cho phép mình tùy chọn các công cụ để mình vẽ. Ở đây nó có các công cụ như là mình Bezier dùng chúng ta dùng để vẽ. Nhưng mà ở đây thì mình thấy cái bảng số hình chữ nhật thì mình lấy mình chọn luôn cái công cụ là Rectangle này, để mình kéo một cái hình chữ nhật. Đó, mình sẽ tạo ra được một cái mask như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ checker cái mask này vào trong cái node roto. Thì để làm được điều đó thì các bạn bắt buộc các bạn phải xuất dữ liệu của cái node checker ban đầu chúng ta đã tạo ra. Mình sẽ nhấp đúp vào. Mình nhấp đúp vào node checker. Sau đó các bạn mới chọn hai cái check luôn, chúng ta xuất dữ liệu của hai cái check này ra luôn. Đó. Ở phần export các bạn chọn bấm chọn sổ ra, sau đó mình chọn vào transform make move. Mình chọn create. Thì nó sẽ xuất ra được một cái node nữa. Đó là cái node transform make move. Thì cái node transform make move này á, nó có một cái đường line màu vàng và một cái đường line màu xanh. Cái đường line màu xanh này là cái đường line để xuất dữ liệu ra, data ra cho chúng ta đó. Còn cái đường line màu vàng này á, là cái mask. Cái đường line mask này nó cho phép chúng ta sẽ liên kết vào cái roto của chúng ta, là cái mask lúc chúng ta tạo đó. Đó. Rồi.
Bây giờ mình sẽ tạo một cái nốt blur để chúng ta làm mờ cái bảng số này đi. Thì cái nốt blur này á, chúng ta sẽ tạo trực tiếp trên cái nốt read 1. Ở đây thì mình sẽ chọn ngay cái chỗ checker này. Sau đó các bạn bấm phím tab, mình chọn blur. Mình gõ blur, blur filter. Sau khi mà chúng ta đã tạo được cái nốt blur, các bạn nhấp đất vào. Thì trên cửa sổ property của chúng ta nè, mình thấy là ở cái phần size á, là cái thông số này á, là cái độ blur của chúng ta đó, ở đây nó đang ở cái giá trị là min á, còn không á, thì chúng ta đẩy cái thanh này lên, chúng ta đẩy càng cao càng càng lên maximum á, đến 100 á, thì cái blur này nó sẽ đậm lên. Rồi lúc này á, nó đã blur hết toàn bộ luôn cái footage của chúng ta, bao gồm cái bảng số và luôn chiếc xe và những cái cảnh xung quanh. Thì để nó lơ trong cái phần mask ban đầu của chúng ta không á, cái roto á, thì mình sẽ kéo cái mask này nè, cái thanh mask, light mask này, mình sẽ connect vào trong cái node transform mask mode đó, thì lúc đó nó chỉ blur trong cái phần roto của chúng ta thôi đó, cái khung roto ban đầu của chúng ta đây nó chỉ blur trong đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút play để chúng ta coi quá trình nó như thế nào đó. Tiếp theo thì mình sẽ thấy là ở cái phần mask roto này nó có những cái điểm vàng bốn ngay bốn góc này nè, thì mình sẽ tùy chỉnh nó một chút xíu. Mình sẽ nhấp vào cái điểm vàng này. Sau đó các bạn thấy là nó có một cái line màu đỏ chỗ đây, mình giữ chuột trái mình kéo ra, mình kéo càng rộng á, khi mình kéo càng rộng thì cái độ fader á, cái độ le của nó, độ nhẹ của nó càng rộng ra đó. Tương tự mấy góc bên đây cũng vậy, mình sẽ nhấp vào đó, mình kéo ra để cho nó fader ra, nó mềm cái viền ra, nó không có bị cứng đó.